Chào các bạn nha, mình là Linh Táo. Hôm nay thì mình lại lên cái PO này để mình viết một số luyện chữ viết hoành phi. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng loại giấy oli mà khắc tên logo của mình nhá. Loại giấy này thì mình có làm ra để phục vụ trong quá trình mà chúng ta luyện tập viết thư pháp và cá nhân dùng. Thứ hai là phát cho các bạn học viên các bạn đi viết chữ. Ở đây là có 4 tập và mỗi tập là 100 từ các bạn nhé. Hiện tại mình vẫn đang để giá là 180.000 4 tập này. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu mua giấy các bạn liên hệ lại với mình nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng mực đỏ. Ở đây thì ngày hôm nay thì mình sẽ, tại vì mực đỏ này mình đổ ra nhiều cho nên bây giờ nó vẫn còn mực đỏ này, cho nên là mình vẫn sử dụng. Nhiều bạn mà bảo là mực này thì tức là để lâu nó có hỏng không đấy, thì các bạn thấy là những cái video mình làm và đăng cách nhau đấy tận hẳn 10 ngày 15 ngày vẫn là cái mực đấy thôi. Mình đã đổ ra được dùng khoảng hơn 2 tháng rồi, thì liệu nó có hỏng hay không thì các bạn sau đây các bạn sẽ xem cái màu mực các bạn nhé. Vì khi mà chúng ta dùng một cái tờ giấy chúng ta đậy vào, sau đó các bạn kiếm cho mình một cái nắp các bạn ụp nó lên, thì nó sẽ rất là kín, nó giống như là một cái bảo quản ở trong một cái bình ấy đấy. Thì khi mà tờ giấy đấy nó để ở trên cái bát mực vừa rồi ấy, thì nó sẽ bị dính vào mực, nó sẽ dính đấy, nó dính vào cái tờ giấy đấy, và giờ đấy nó sẽ làm cho giống như kiểu là một cái túi bóng nó bịp vào bên trong đấy. Thì khi mà chúng ta đổ mực ra thì chúng ta phải cần được cái bảo quản phải kín càng tốt nhé, đừng để nó hở ra nhé. Nào tiếp theo thì mình sẽ viết bức hoành phi đầu tiên, đó là bức Hiếu Đức Trung Nhân, và luyện cái kích cỡ chữ là Trung Khải. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ tắt mic đi để mình viết cho các bạn xem nha. Hiếu Đức Trung Nhân, chúng ta sẽ viết từ trên xuống dưới và từ phải qua trái. Trung này thì chúng ta sẽ có cái bộ tâm được viết to hơn so với lại chữ Đức ở phía bên cạnh bên kia. Đấy, chữ Đức đấy có bộ tâm nhỏ hơn một chút. Hiếu Đức Trung Nhân nghĩa là gì? Hiếu Đức Trung Nhân ở đây nghĩa là việc hết lòng hiếu thảo với cha mẹ phải làm trước và thành thực hết lòng. Một gia đình có con hiểu, đấy, con có hiếu này, cháu hiền này, đấy, con hiếu cháu hiền là một gia đình hạnh phúc hưng long gia giáo. Đấy. Thì bức hoành phi này là bức hoành phi mà biết ơn tới lại ông bà tổ tiên, thể hiện được một gia đình mà có con hiền, con hiếu cháu hiền nhé. Kính trên nhường dưới, đây là bức hoành phi mà có thể treo ở trong nhà thờ họ được. Chúng ta thấy là phía bên tay trái này nó đã có một cái ô sẵn, một cái hàng ô sẵn để lạc khoản. Chúng ta sẽ viết lạc khoản vào đây. Hiện tại là tháng 3 quý xuân, tức là tháng cuối cùng của mùa xuân, thì chúng ta sẽ ghi là Giáp Thìn Niên quý xuân. Đó, chúng ta sẽ đóng dấu, ấn chương.
Bước tiếp theo thì mình vẫn sử dụng mực đỏ, mình viết đó là giao long đắc thủy. Giao long đắc thủy thùng luồng gặp nước. Đấy, thể hiện sự may mắn. Nào bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục viết giao long đắc thủy nha. Mình sẽ tắt mic đi để cho các bạn có được cái video chất lượng và tham khảo thêm. Giao long đắc thủy này thì ở trong thư pháp ấy thì chúng ta cần phải tìm hiểu một chút con giao long nghĩa là gì. Giao long đó là một loại rồng ở dưới nước không có sừng, có khả năng gây sóng to gió lớn lụt ngập. Giao long đắc thủy ở đây có ý nghĩa là rồng gặp được nước, ý nói là người tài năng gặp được thời vận, mặc sức tung hoành. Đấy, nếu mà cắt nghĩa thì giao ở đây thế nào, nó có con gì này nhỉ, đây nó có cái bộ trùng đây thì là con vật cùng loài với rồng. Long thì còn có nghĩa là rồng rồi, tức là một loài vật mà cùng họ với rồng, hoặc chúng ta hiểu đơn giản nó là rồng nước. Và đắc ở đây có nghĩa là được, thủy ở đây nghĩa là nước các bạn nhé. Giao long đắc thủy như rồng gặp nước. Và phía bên tay trái này thì mình sẽ viết dòng lạc khoản ở đây cho các bạn nha. Các bạn có thể tham khảo thêm nha. Đấy. Sau đó chúng ta viết xong chúng ta đóng dấu vào nha các bạn nhé. Đóng dấu vào cho mình. Đấy. Mặt trước và mặt sau. Mặt sau thì nó cũng thấm nhẹ một chút nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Viết bằng mực đỏ này các bạn nhìn cái mực nốt của mình này các bạn nhìn chưa ạ? Đấy, hầu như là không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ viết sang một số những bước hoành phi khác nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng mực đen rồi, mình sẽ dùng mực đen mình viết đi. Hữu khai tất tiên. Đấy, hữu khai tất tiên. Đấy, chúng ta sẽ viết cái bước hoành phi này các bạn nhé, hữu khai tất tiên. 4 chữ. Thế thì dùng mực đen thì nó sẽ khác hơn với lại mực đỏ, là khả năng mực đen là nó sẽ thấm hơn một xíu đấy. Thế cho nên các bạn sẽ đi với tốc độ nhanh hơn một chút. Đấy. Đi tốc độ tức là quá trình chúng ta viết ấy, chúng ta đi tốc độ nhanh hơn một chút nha. Kê cao cái tay của mình lên. Đấy. Hữu khai tất tiên ở đây có ý nghĩa hiểu nôm na là đời trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn tới con cháu sau này. Đấy. Thì nó đầy đủ của nó là hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỷ, khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi. Đấy, đấy là cái câu đầy đủ của người ta các bạn nhé, của nó các bạn nhé. Thế thì ở đây là hữu khai tất tiên này nghĩa là hiển dịch đơn giản là hiển danh nhờ tổ ấy. Đấy, bốn chữ.
Thế thì ở đây chúng ta viết bằng mực đen, cho nên là cái mực của nó thì nó có thể nó sẽ thấm hơn một chút, thì chúng ta hạn chế nhúng nhiều mực thôi nha các bạn nha. Về phần đặc khoản này chúng ta cứ để về phía bên tay trái các bạn nha. Đây mặt sau của nó đây các bạn nhìn này. Đấy, mặt sau thì nó còn nó chỉ hơi thấm nhẹ một 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 xíu thôi. Còn mặt trước thì ok, không vấn đề gì cả. Giấy này là giấy tuyên sinh thục, cho nên là các bạn nhớ là chúng ta có đổ nước, chúng ta đổ một tí nước thôi các bạn nha, một tí xíu nước thôi các bạn nha, đừng có đổ nhiều quá nha. Tiếp theo thì mình sẽ viết là chữ Vĩnh Biên Thế Trạch. Vĩnh Biên Thế Trạch này thì có nghĩa là gì? Ở đây thì ở trong sách thì có dịch là ân trạch kéo dài. Đấy. Thế thì chúng ta nhớ là viết cái chữ miên này, miên này nghĩa là kéo dài nha, miên miên dài đây. Miên dài là có bộ mịch phía tay trái đây, có nghĩa là sợi tơ, sợi dây đây. Thì cái bức Vĩnh Biên Thế Trạch này thì ân trạch kéo dài này là tức là chỉ về 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 người đời trước kéo dài, tức là kéo kéo dài và để lại cho con cháu nhiều đời sau. Đấy. Ân trạch ở đây là ân trạch của người đời trước, tức là chỉ về ông bà tổ tiên ấy. Thì đây là bức hoành phi mà chúng ta thấy cũng được treo ở trong nhà thờ họ. Hoặc một số những nơi ví dụ như là gia tiên hay là chữ chỗ mà để bên thờ tự đấy, mình có thể làm một bức hoành phi. Đấy. Để trước ban thờ dòng gia tiên đấy, mình có thể để treo ở bên trên đó, trang trí cho cái ban thờ đẹp hơn và làm thêm một cái vế đối nữa, đối hai bên. Với chữ trạch này thì chúng ta sẽ viết ở các nét ngang và nó sẽ có tới 3 nét ngang nha, hai nét ngang ngắn và một nét ngang dài ở phía bên dưới nhé. Vĩnh Biên Thế Trạch. Như vậy là bốn cái ô ở trong giấy này chúng ta đã viết được xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần viết là khoản thôi. Mặt trước và mặt sau này, mặt sau của nó này. Các bạn để ý cho mình cái miếng nốt ở phía bên dưới này. Kể cả có mặt sau nó có thấm hay chăng nữa thì nó cũng chỉ có là nấm tấm một một chút vòng màu đen ở phía bên dưới thôi nhỉ. Nó không thấm quá nhiều đúng không? Như vậy là viết một mạch ở đây là đã hoàn thành được khá là nhiều bức hoành phi rồi. Mà một lúc là luyện là cũng được khá là nhiều đấy. Đấy, ở đây là có bốn từ. Bốn từ bức hoành phi vừa rồi mình viết. Đấy, thì giấy thì vẫn còn các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình nha. Mua giấy thì các bạn liên hệ với mình nha. 180.000 4 tập nha. Các bạn viết mãi không hết đâu.
Cái này thì khi nào mà hết giấy là mình sẽ không lên những cái video này nữa, mà lúc này mình sẽ chuyển sang phần luyện tập các nét hoặc là luyện sang phần bộ thủ này, vì lúc này hết giấy rồi cho nên phải luyện sang cái phần mấy phần đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.